Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với series hướng dẫn khai thác và sử dụng giảng dạy trên hệ thống đào tạo trực tuyến LMS. Thì hôm những bài trước chúng ta đã tìm hiểu về việc khai thác và up các học liệu số lên trên hệ thống LMS như thế nào. Thì để có các học liệu số như vậy thì chúng ta cần phải tiến hành xây dựng và lựa chọn học liệu số cho phù hợp với nội dung giảng dạy của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ hướng tới cái việc mà chúng ta lựa chọn học liệu số như thế nào cho từng nội dung thế nào một cách phù hợp. Thì như chúng ta biết rằng là nếu giả sử như chúng ta lựa chọn sai cái loại học liệu số cần thiết cho nội dung đó, nó sẽ dẫn đến sự lãng phí, hoặc là nếu giả sử chúng ta lựa chọn không đúng, dẫn đến chúng ta bỏ công ra làm nhiều hơn cái nội dung cần thiết, chúng ta vừa tốn thời gian và chúng ta lại vừa tốn công sức để thực hiện cái nội dung học liệu số đó, trong khi hiệu quả thì nó vẫn tương đương so với các học liệu số ở mức độ làm đơn giản hơn. Và bài hôm nay chúng ta sẽ được hướng dẫn cách thức xây dựng một kịch bản về học liệu số trên LMS như thế nào. Và chúng ta hãy bắt đầu nào. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu một tí về hệ thống LMS. Hệ thống LMS là hệ thống quản lý học tập, thì nơi đó giáo viên có thể cung cấp các tài liệu đào tạo trực tuyến cho người học của mình. Qua các tài liệu đào tạo trực tuyến này, nó là học liệu số. Nó là học liệu số. Và thông qua các tài liệu này, người học sẽ được tiếp cận các kiến thức, thông tin về cái nội dung mà mình được học. Một lưu ý, và chúng ta cần lưu ý là các tài liệu đào tạo trực tuyến này không phải là việc mà chúng ta đứng trên lớp, chúng ta giảng dạy theo kiểu là chẳng hạn như tôi dạy một tiết thì tôi sẽ đứng tôi quay phim một tiết và người học phải ngồi đó nghe chúng ta nói một tiết trong video, thì đây là một quan điểm hoàn toàn sai trong quá trình mà chúng ta sản xuất học liệu số. Và mọi người lưu ý giúp thầy, hệ thống LMS nó sẽ giúp cho người học linh hoạt về địa điểm và thời gian học, và đây là một trong những điều rất là rõ ràng, tức là kể cả trong trường hợp không có giáo viên online thì người học vẫn có thể tiếp cận được các thông tin kiến thức về kỹ năng đó, và tiết kiệm linh hoạt và thời gian học, tức là người học thay vì người học phải tập trung ở buổi sáng 4 tiết để chúng ta học cái nội dung đó, thì người học sẽ chia 4 tiết đó ra thành những cái thời gian nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn 20 phút, 30 phút để học từng phần, từng nội dung của cái kỹ năng đó. Chúng ta lưu ý vấn đề này. Ưu điểm thứ hai, nó là dùng để tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo. Do là chúng ta linh hoạt được địa điểm và thời gian học, thì chính vì vậy thì người học có thể chen tất cả các cái thời gian rảnh của mình để tham gia cái lớp học đó một cách dễ dàng. Giáo viên thì sẽ theo dõi được mọi hoạt động học một cách dễ dàng hơn so với lớp học truyền thống. Cái đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải khẳng định rõ. Chẳng hạn như trong lớp học truyền thống chúng ta, lớp chúng ta là 25 em học sinh, thì không thể nào ông thầy sẽ giám sát được, người giáo viên không thể nào giám sát được 25 em đó và đảm bảo rằng 25 em đó được đào tạo và những như có kiến thức như nhau. Đó. Chẳng hạn như chúng ta có hỏi thì chúng ta cũng chỉ hỏi được một vài em. Tuy nhiên hệ thống em sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo rằng các cái tiêu chuẩn tối thiểu để vượt qua kỹ năng đó là 100% các em phải được đạt được mức đó. Chứ không phải là do đánh giá chủ quan của chúng ta. Đó, chúng ta phải lưu ý chỗ này, và hệ thống sẽ giúp cho chúng ta theo dõi mọi hoạt động học tập một cách dễ dàng. Và cuối cùng là tăng sự trao đổi kết nối giữa các học viên. Tại vì thực ra là chúng ta nói lên lớp thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn hay là gì đó. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta có thể, chẳng hạn như em đó có thắc mắc thì em có thể đăng các câu hỏi của mình lên diễn đàn, đăng lên các nhóm trao đổi. Thì như vậy sẽ giúp cho người học có thể là trao đổi các thông tin một cách tốt hơn vào bất cứ nơi đâu. Thì học liệu số nó là một tập hợp các phương tiện điện tử để phục vụ giảng dạy. Đây là cái định nghĩa do Bộ Giáo dục đưa ra. Nó bao gồm là giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu, bài kiểm tra, video, hình ảnh, âm thanh, vân vân. Thì tất cả đều được gọi là học liệu số. Chúng ta thấy có rất là nhiều loại học liệu số khác nhau. Và học liệu số không phải là video clip. Và video clip chỉ là một loại học liệu số. Mọi người phải lưu ý giúp mình cái địa điểm này. Tại vì nếu chúng ta hiểu sai chỗ này, chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ quay video clip thì nó là học liệu số. Cái này là hoàn toàn sai. Học liệu số nó có rất là nhiều loại khác nhau, và tùy thuộc vào cách đánh giá, cách nhận thức thì nó sẽ
có những lựa chọn phù hợp. Một cái định nghĩa khác đó là học liệu số, sản xuất học liệu số là quá trình sử dụng công nghệ để tạo ra cái nội dung học tập, truyền tải cho học sinh viên thông qua các thông tin truyền thông như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng và Internet. Như vậy thì chúng ta đã nắm các thông tin về học liệu số và chúng ta phải hiểu rằng học liệu số đa dạng. Và về cơ bản là tất cả những tài liệu cung cấp thông tin nào được đưa lên môi trường số thì nó được gọi là học liệu số. Rồi, quá trình sản xuất học liệu số thì nó sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ sử dụng phòng e-learning để chúng ta sản xuất học liệu số. Hai là tự sản xuất học liệu. Đó, chúng ta có hai phương pháp. Thì hai phương pháp này đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Nếu sử dụng phòng e-learning thì mỗi đơn vị chỉ có thể trang bị gần như là một tối hoặc là thậm chí là hai phòng e-learning để chúng ta có thể sản xuất học liệu số. Và điều này sẽ là một cái hạn chế rất là lớn, tại vì đầu tư một phòng e-learning thì cần có chi phí lớn. Đó, chính vì vậy thì không thể nào mà chúng ta gọi là đầu tư phòng e-learning để đảm bảo rằng 100% tất cả các bài giảng số đều được sản xuất ở phòng e-learning. Chính vì vậy nó có một cái phương pháp thứ hai nữa là tự sản xuất học liệu. Tự sản xuất học liệu ở đây là mỗi giảng viên có thể tự tạo ra học liệu của mình để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy. Và đây là mục tiêu của cái bài giảng hôm nay hướng tới. Còn phòng e-learning thì chúng ta sẽ sử dụng để sản xuất các cái học liệu yêu cầu có tính phức tạp. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm được tải cho phòng. Tại vì chi phí vận hành phòng, chi phí sản xuất phòng thì nó sẽ cao hơn nhiều so với chúng ta tự sản xuất. Và các cái đáp ứng liên quan đến giảng dạy thì nó vẫn được đảm bảo. Để sản xuất học liệu số thì chúng ta phải hiểu về thang đo Bloom. Đó. Thang đo Bloom thì chắc là tất cả mọi người mà tham gia quá trình giảng dạy, các quý thầy cô đều đã biết đó. Chúng ta tổng cộng có là 6 cấp độ. Hay cấp độ đầu tiên là ghi nhớ nè, biết nè. Đó, cấp độ thứ hai là hiểu, cấp độ thứ ba là áp dụng. Cấp độ thứ tư là phân tích, cấp độ thứ năm là đánh giá và cấp độ thứ sáu là sáng tạo. Thì như lúc đầu mình đã nói là để chúng ta tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được công sức, tiết kiệm được thời gian thì cái việc mà chúng ta xác định đó, nội dung như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn học liệu như thế nào, sản xuất loại học liệu gì thì sẽ dựa hoàn toàn vào thang đo Bloom. Và rõ ràng trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng giáo án hoặc là phương pháp sư phạm của chúng ta, mục tiêu sư phạm của chúng ta trong quá trình mà thực hiện thì chúng ta cũng đã phải xác định rằng là cái nội dung đó nó sẽ được đạt ở truyền tải ở cấp độ nào trong thang Bloom. Đúng không các bạn? Thì cái việc mà chúng ta dựa vào cái giáo án hiện tại của chúng ta đã làm và suy ra được là chúng ta cần loại học liệu nào tương ứng thì cực kỳ dễ dàng. Thì chúng ta sẽ có một số cái học liệu sau. Ở đây thì sẽ sử dụng 4 cái mức độ đầu tiên. Còn mức độ đánh giá và sáng tạo nó sẽ liên quan đến khảo thí, nó liên quan đến các cái bài kiểm tra ở mức độ cao hơn. Lúc đó thì nó đã thông qua mức đó rồi. Chúng ta sẽ sử dụng 4 mức đầu tiên để chúng ta xem. Ở đây thì mình cũng đưa ra 3 loại học liệu số căn bản nhất mà chúng ta sẽ thấy phổ biến và hoàn toàn mỗi người trong chúng ta đều có thể tự sản xuất được. Đó. Loại đầu tiên là dạng tép, chẳng hạn như là file PDF nè, file doc nè, file Excel nè, vân vân. Thì hầu như là nó giống như một cái cuốn tài liệu để cho cái người học có thể đọc. Dạng thứ hai là PowerPoint hay là graphic. PowerPoint thì chắc là quý thầy cô chắc chắn là ai cũng đã có một vài lần làm PowerPoint để chúng ta tham gia quá trình giảng dạy. Và gần như có rất là nhiều thầy cô tất cả các đã hoàn thành cái PowerPoint của tất cả các bài giảng của mình trên lớp. Thì chúng ta chỉ cần là điều chỉnh một tí là nó trở thành một học liệu số và chúng ta đưa lên môi trường mạng. Thì như vậy sẽ rất là dễ dàng trong quá trình thực hiện. Loại thứ ba mà loại nhiều thầy cô mong muốn làm nhất đó chính là view clip. View clip sẽ giúp cho cái việc đánh giá nó trực quan hơn, hiểu rõ hơn và thậm chí chúng ta có cái sự tương tác liên quan đến giọng nói, tương quát liên quan đến các ngôn ngữ cơ thể, giúp cho cái người học có tiếp cận tốt hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đi tìm hiểu về ở thang đo nào thì chúng ta sẽ cần loại học liệu nào. Đầu tiên là cấp độ nhớ. Nhớ thì chắc chắn là chúng ta chỉ cần ở cấp độ là dạng test thôi. Tức là chúng ta đưa cho cái người đọc
người học họ đọc các tài liệu là như vậy, là người học có thể sao tự tìm hiểu đúng không, chúng ta tự tìm hiểu được các cái thông tin trong nó, tại vì cấp độ chúng ta chỉ là nhớ thôi. Ngoài ra thì đối với cấp độ nhớ thì chúng ta, nếu giả sử chúng ta có khả năng, chúng ta có thể làm PowerPoint hay là graphic hoặc là thậm chí chúng ta làm clip. Tuy nhiên đối với mình thì ở cấp độ nhớ, cấp độ mà đơn giản chẳng hạn như đọc về định nghĩa hay là những cái mà người học có thể tiếp cận được, thì chúng ta hoàn toàn chỉ cần là sao đưa ra cấp độ là dạng test là người học có thể tiếp cận được rồi. Ở mức độ hiểu thì chúng ta có thể làm hơn hai dạng, hoặc là test hoặc là PowerPoint, infographic. Mức độ hiểu này chúng ta có thể làm ở dạng chẳng hạn như nó chính là các cái bước, các quy trình để thực hiện, hoặc là hiểu về như chẳng hạn như phân loại tóm tắt, hay là các cái phân loại về các chức năng của thiết bị, hay là tìm hiểu cấu trúc của thiết bị đó, thì chúng ta có thể là làm dạng là graphic. Và thực ra nếu chúng ta làm được dạng graphic thì rất là đẹp, tại vì giống như các cái nhà máy hay công ty bán hàng á, thì nó cũng đưa ra các graphic về cấu tạo cấu trúc của cái thiết bị của người dùng đó. Và tất nhiên nếu giờ ở cấp độ hiểu chúng ta làm clip được để chúng ta giải thích thêm thì nó hoàn toàn tốt nha, nhưng mà chúng ta có thể chỉ dừng lại ở cấp độ là PowerPoint thôi. Cấp độ áp dụng thì gần như là file test nó sẽ gặp khó khăn trong quá trình mà chúng ta diễn tả, tại vì nó đòi hỏi cái người đọc á, họ cần phải, người học nó cần phải có khả năng đọc và tư duy tốt. Và đối với môi trường của chúng ta thì đôi khi chúng ta cần phải là người đọc thì không phải ai cũng có khả năng đọc tốt và cũng như hiểu hiểu tốt. Chính vì vậy thì chúng ta vẫn cần phải làm các graphic, và tốt nhất thì nếu được ở cấp độ áp dụng chúng ta làm clip. Và clip ở đây là gì? Clip ở đây là chúng ta có thể là hướng dẫn các bước quy trình thực hành, hướng dẫn các bước lắp đặt máy, hoặc là hướng dẫn quy trình thực hiện một cái gì đó. Thì nếu chúng ta làm ở cấp độ áp dụng thì chúng ta có thể sản xuất clip đó, thì như vậy thì người học sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Rồi ở cấp độ phân tích, phân tích thì chắc chắn là người thầy người giảng viên thì phải bắt buộc là họ phải là sao có sự phân tích trong quá trình câu từ, chia nhỏ kiến thức ra, hoặc là hệ thống các kiến thức để cho cái người học có tiếp cận một cách tốt hơn, cách tốt hơn. Thì chính vì vậy khi mà ở cấp độ phân tích đó, thì chúng ta sẽ sử dụng sản xuất clip gần như là chúng ta bắt buộc. Tuy nhiên ở một số nội dung, mặc dù là ở cấp độ phân tích nhưng chúng ta vẫn có thể làm graphic được. Trường hợp này xảy ra khi mà cái bài thực hành đó không phải là cái bài thực hành đầu tiên, tức là đối với cái bài thực hành mẫu đầu tiên cho kỹ năng của môn đó thì gần như chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm clip để hướng dẫn, tại các em sẽ hướng dẫn thực hành. Tuy nhiên đối với những cái bài thực hành tương tự phía sau thì người học không cần phải xem clip để hiểu được cái cách thức mà thực hành các bước thực hành, mà giáo viên có thể đưa ra một cái PowerPoint hay là graphic để cho người học xem, tại vì thực ra là nó tương tự. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta lắp một cái mạch điện đúng không ạ, thì cái bài đầu tiên khi mà chúng ta lắp, mặc dù là nó chỉ là sao tự giữ thôi, mạch điện tự giữ thôi, thì chúng ta vẫn phải quay clip để cho người học biết rằng cách đấu dây thế nào, các bước hình như thế nào. Tuy nhiên cái mạch mà đảo chiều động cơ thì đôi khi nếu giả sử như chúng ta nghĩ rằng là bây giờ đảo chiều động cơ thì cái nó chẳng qua là mở rộng so với cái mạch là nhắn tự giữ thôi, mạch khởi động thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng graphic để chúng ta cung cấp cho người học để làm, tại lúc đó các em đã quen với cách thức và các bước thực hành rồi thì việc mà mở rộng nó sẽ rất là thuận lợi. Chính vì vậy chúng ta có thể sử dụng graphic. Và theo cái sơ đồ mà mình đưa ra, mọi người thấy rằng tùy thuộc vào cái mức độ nội dung chúng ta truyền tải thì chúng ta sao mới lựa chọn các loại học liệu tương ứng với nó, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng là sản xuất video clip, lúc nào chúng ta cũng sản xuất PowerPoint, thì điều đó nó sẽ làm cho chúng ta hạn chế trong quá trình thực hiện, và chúng ta sẽ tốn thời gian, trong khi cái cấp độ mà chúng ta cần hiểu được á, thì nó cấp độ bằng cái nội dung chúng ta cần truyền tải thì nó không cần phải đạt tới mức đó. Mọi người lưu ý chỗ này ạ. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một kịch bản cho một bài giảng. Và do mọi người đã từng giảng dạy nên chúng ta đã có một cái giáo án đối với cái phần học đó, thì chúng ta sẽ dựa vào hai thứ để xây dựng một kịch bản cho một bài giảng. Cái đầu tiên đó là chương trình đào tạo, cái thứ hai
là giáo án. Và gần như chúng ta sẽ bám sát vào cái chương trình đào tạo để xây dựng các học liệu tương ứng cho nội dung từng phần một. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ, đó là tên bài thi công dán khuôn và cột bằng thép. À, lý do tại sao mình chọn một cái bài liên quan đến ngành xây dựng thì nếu giả sử như bài của mình thì chúng ta sẽ tự đánh giá rằng là do là chuyên ngành cơ điện tử nên là thầy làm nhanh, trong khi là chuyên ngành của tôi thì tôi sẽ làm chậm hơn. Tuy nhiên ngược lại thì thực tế thì nếu giả sử có chương trình đào tạo thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể xây dựng được kịch bản cho một cái bài giảng của một cái chuyên ngành khác, nếu chúng ta có chương trình đào tạo của chuyên ngành đó. Mọi người lưu ý chỗ này để mình lấy một cái ví dụ mở rộng ra để cho mọi người có thể là hiểu rõ hơn về cái nội dung xây dựng kịch bản. Cái bài mà thi công dán khuôn bằng cột bằng thép ấy, thì nó sẽ có 3 nội dung lớn. Đó là cấu tạo dán khuôn, phương pháp lắp dựng dán khuôn và bài tập tổng hợp, tức là tính khối lượng dán khuôn, tổ hợp dán khuôn, điều chỉnh nhân công và tính thời gian thi công. Đó, bài này thì mình xin của khoa xây dựng. Rồi, để sử dụng một kịch bản bài giảng, đầu tiên chúng ta phải xác định được đối tượng học, hướng tới là học viên này, sinh viên, kỹ sư, thợ xây dựng. Tùy thuộc vào đối tượng học khác nhau, chúng ta sẽ có cách thức làm học liệu số khác nhau. Và nãy chúng ta nói nếu giả sử chúng ta chuẩn bị ban đầu tốt thì cái việc mà công sức sản xuất ra một học liệu số cho một bài giảng thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ. Đó. Chẳng hạn như đối với người học là trung cấp, học viên là trung cấp thì chúng ta sẽ có cách tiếp cận khác, sinh viên tiếp cận khác, kỹ sư tiếp cận khác, hoặc là thợ xây dựng thì chúng ta sẽ có các cách tiếp cận khác nhau. Rồi, tiếp theo đó là xác định mục tiêu giúp cho người học có thể hiểu được cái cấu tạo dáng khuôn này. Và mục tiêu đây là mục tiêu của bài học ha. Và biết vận dụng, lắp đặt, vân vân. Đó, và cuối cùng mục tiêu của chúng ta là phải làm được có một bài tập tổng hợp. Nó có người học thực hành các kiến thức đã học. Và thời lượng xác định là từ tầm 15 đến 20 phút. Đây là những xác định ban đầu khi chúng ta xây dựng kịch bản. Rồi, xây dựng kịch bản thì nó sẽ có cái bản như sau. Đầu tiên là chúng ta có thứ tự ha, nội dung, âm thanh, hình ảnh, thời gian và ghi dấu. Cái nội dung đầu tiên là giới thiệu chung về bài học. Thời gian ước lượng là 2 phút. Thứ hai là cấu tạo dáng khuôn. Thời gian ước lượng là 5 phút và chúng ta cần các hình ảnh của dáng khuôn. Thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng là phương pháp lắp dựng. Thời gian cũng ước lượng là tầm khoảng 5 phút. Thứ tư là bài tập tổng hợp. Bài tập tổng hợp này chính xác nó chính là cái hướng dẫn thực hiện bài tập nha, chứ không phải là tổng thời gian mà cái người thực hành. Tại vì bài này thực ra là tới 8 tiết lận, nhưng mà chúng ta sẽ sản xuất trong vòng là 20 phút. Mọi người lưu ý giúp bài tập tổng hợp này, sau khi mà người học xem cái nội dung bài tập tổng hợp 5 phút này rồi thì người học sẽ bắt đầu tiến hành thực hành nha, thực hành. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có kết luận và giống như tóm tắt cái nội dung chính của cái bài học. Thì thời gian ước lượng là trong vòng 3 phút. Rồi, về bài giảng, bắt đầu chúng ta sẽ đi phân tích. Phần giới thiệu về nội dung chương trình thì nó chỉ là cấp độ là gì? Biết thôi, đó, đúng không? Chúng ta cần ghi nhớ thôi. Thì nó là chúng ta sẽ làm một dạng test. Cấu tạo dáng khuôn thì chúng ta, chỉ cần làm một cái infographic, đúng không? Infographic hoặc là PowerPoint để có những chỉ dẫn cái dáng khuôn nó có những cấu tạo như thế nào, giới thiệu về các loại dáng khuôn thông dụng trên thị trường. Thì chính vì vậy chúng ta không cần phải quay một cái clip mà chúng ta cầm dáng khuôn chúng ta giới thiệu, mà chúng ta cần sao? Một cái hình ảnh để cho cái người học có thể phân biệt được các loại và cũng như là biết được chi tiết cấu tạo của cái dáng khuôn đó. Thứ ba thì chắc chắn là chúng ta phải quy hình rồi, tại vì đây là phương pháp lắp dựng, tức là chúng ta đã ở cấp độ là áp dụng, tức là ứng dụng các thông tin để chúng ta sao thực hành thực hiện nó. Đó, và chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ quay ngoại cảnh tại xưởng và ghi âm hướng dẫn. Chúng ta quay xong từng bước một và chúng ta ghi âm hướng dẫn riêng đối với từng cái nội dung một ở trong cái thực hiện đó. Và mọi người lưu ý rằng đối với phương pháp lắp dựng này thì chúng ta sẽ có những cái động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, ví dụ chẳng hạn như tấm đinh. Thì chúng ta chỉ cần là thực hiện một vài cái đinh đầu tiên, rồi sau đó chúng ta cắt cái clip nó ngang. Thì người học người ta tự động người ta sẽ biết là các cái đinh nó sẽ được đóng như thế nào. Chứ không phải là chúng ta sẽ quay cảnh là toàn bộ là giảng viên sẽ sao?
làm cái dáng khuôn từ A tới Z thì như vậy cái clip, đoạn clip của chúng ta sẽ rất là dài, trong khi có những cái nội dung á là người học không cần phải chú ý tới. À, mọi người lưu ý nha, khi mà chúng ta làm clip thì đến cái nội dung mà hướng dẫn sản xuất video clip thì sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ hơn, nhưng mà mọi người lưu ý tại sao đây là 5 phút, không phải là chúng ta lắp dáng khuôn trong vòng 5 phút, mà cái clip này nó sẽ được có độ dài tầm khoảng 5 phút nha mọi người lưu ý. Rồi, bài tập tổng hợp là cái nội dung này thì nó sẽ có hai hướng mà chúng ta cần lưu ý. Một là chúng ta chỉ cần làm ba bôi, tại vì nếu mà cái bài là cái bài thứ hai hay là bài thứ ba để thực hành rồi thì chỉ cần đưa ra đầu đề thì người học tự động người học sẽ biết cách thực hiện. Hoặc nếu bài này là cái bài đầu tiên mà trong cái môn này nó mà chúng ta thấy rằng là nó có sự phức tạp thì chúng cái nội dung thứ tư này nè là chúng ta cần phải làm một cái clip và giáo viên sẽ hướng dẫn cách thức mà chúng ta sẽ làm bài như thế nào, cách thức mà chúng ta thực hành như thế nào đó. Và cuối cùng là nội dung thứ năm thì chúng ta chỉ cần làm ở ở dạng test mà thôi, tức là dạng framework, các tóm tắt các nội dung chính của bài học hay nhấn mạnh các thiết cơ bản, thì người đọc chỉ cần đâu đọc và ghi nhớ, đọc và ghi nhớ thì chúng ta chỉ cần làm dạng test, hoặc là chúng ta muốn đẹp hơn, chú ý hơn thì chúng ta có thể làm PowerPoint để cho chúng ta có cái học liệu số tốt hơn. Về dụng cụ cơ bản thì sản xuất học liệu số tự thực hiện ấy thì là chúng ta sẽ có cần máy tính, camera, microphone, phần mềm. Thì đây chỉ là giới thiệu cơ bản để cho mọi người nắm. Phần hướng dẫn sau sẽ nói rõ hơn cái nội dung về học liệu này. Thì trên đây á, là cái hướng dẫn về cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng cái kịch bản. Kịch bản như thế nào và cái kịch bản chúng ta sẽ được diễn đạt như thế này. Và khi mà chúng ta đã có kịch bản như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bắt tay vào cái việc mà sản xuất các học liệu số tương ứng với nội dung này. Và phần đó thì sẽ hẹn mọi người ở cái video clip sau để hướng dẫn cho mọi người cách thực hiện. Và cũng xin lưu ý mọi người rằng là cái bài giảng này mình hoàn toàn làm theo dạng one shot, tức là quay một lần một, và hoàn toàn thực hiện là không có cắt hay chỉnh sửa gì cả đó. Mọi người thấy rằng là để sản xuất một bài giảng thì không có phức tạp như mọi người nghĩ đó. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ xây dựng được kịch bản để trước khi chúng ta bắt tay vào làm cái học liệu. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở bài sau.